Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ 6 ngày mùng 5 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự trưa nay chúng tôi chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày hội đại đoàn kết đã bắt đầu được tổ chức tại các khu dân cư trong tỉnh một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1900. Thưa quý vị, chiều hôm qua, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Thác, xã Đồng Xá, huyện Nà Rì. Ngày hội thu hút đông đảo người dân trong thôn và các vùng lân cận đến tham dự với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, các trò chơi dân gian, gian tạo không khí hân hoan, phấn khởi gắn bó thêm tình làng nghĩa xóm, các dân tộc nơi đây. Thôn Nà Thác có một 112 hộ dân, gồm 3 dân tộc, tài, nùng, giao cùng sinh sống. Người dân trong thôn luôn đoàn kết, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn thôn có 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 3 năm liền. Mặc dù đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các hộ gia đình luôn tạo điều kiện tốt nhất để 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi. Các hộ dân thực hiện tốt phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm lo đời sống người già neo đơn, trẻ khuyết tật, mồ côi được duy trì thường xuyên. Chung vui với bà con thôn Nà Thác, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực của nhân dân trong thôn thời gian qua. Đồng chí đề nghị ban công tác mặt trận thôn và nhân dân Nà Thác tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết để nâng cao đời sống nhân dân. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Bản Nhàm, xã Cao Tân, huyện Bắc Nặng vừa được tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Đại diện một số sở ngành của tỉnh đã đến dự. Nằm cách trung tâm xã Cao Tân hơn 5 km, thôn Bản Nhàm có 64 hộ dân với hai dân tộc là Mông và Giao cùng sinh sống. Những năm qua, ban công tác mặt trận đã tích cực tuyên truyền vận động bà con trong thôn đoàn kết gắn bó tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cộng đồng dân cư phát triển kinh tế. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh và huyện đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho khu dân cư thôn Bản Nhàm và 6 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục của thôn. Theo thông tin anh từ Sở Y tế, tỉnh Bắc Cạn tiếp tục có thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là công dân trở về từ tỉnh Bình Dương. Cụ thể anh N.V.N sinh năm 2003 có hộ khẩu thường trú tại thôn Cốc Lào, xã Giáo Hiệu, huyện Bắc Nẵm, đi xe máy từ tỉnh Bình Dương từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021 về đến nhà tại thôn Cốc Lào, xã Giáo Hiệu. Quá trình di chuyển từ tỉnh Bình Dương về Bắc Cạn qua các chốt kiểm dịch của các tỉnh, thực hiện xét nghiệm test nhanh đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khi về đến địa phương, công dân này không ra trạm y tế thực hiện khai báo y tế ngay mà tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021, anh NVN mới đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Đến 23 giờ 40 phút ngày mùng 4 tháng 11, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi xác định, công dân này lập tức được đưa đi cách ly điều trị tại khu cách ly trạm y tế xã Mộc Bố. Các thành viên trong gia đình bệnh nhân cũng được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương. Ngành y tế đã nhanh chóng khoanh vùng để lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân thôn Cốc Lào. Cùng với đó, đề nghị địa phương thực hiện kiểm soát và tuyên truyền người dân thôn Cốc Lào và một số thôn lân cận thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Trước thông tin về những khó khăn của một số quận huyện thành phố Hà Nội khi đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19, Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể cùng hợp tác xã Yến Dương tổ chức thu, vận chuyển 1,2 tấn bí xanh thơm ủng hộ cho nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ chia sẻ khó khăn với nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội, giúp nguồn thực phẩm tiếp sức cho người dân vùng dịch, san sẻ một phần khó khăn do dịch bệnh gây ra, mà còn mang theo tình cảm, nghĩa cử cao đẹp cùng lời động viên của người dân Ba Bể gửi đến người dân quận Cầu Giấy Hà Nội, tạo thêm sức mạnh đoàn kết để chiến thắng đại dịch. COVID-19. Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch COVID-19, trên tinh thần hướng dẫn chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị, phòng, ban, các địa phương trên địa bàn huyện Bạch Thông đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần cao nhất. Trưa ngày 30 tháng 10, nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến đám cưới tại xã Côn Minh, huyện La Rì. Trung tâm y tế huyện Bạch Thông đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trung tâm y tế huyện đã chỉ đạo trạm y tế xã Cao Sơn, Vũ Muộn khẩn trương điều tra truy vết nhanh các trường hợp liên quan để đám cưới có ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2. Đồng thời thực hiện khai thác thông tin yếu tố dịch tễ, tiền sử tiêm vắc xin COVID-19 để có biện pháp phòng chống dịch tại địa phương. Kết quả sau khi sàng lọc đã truy vết được 14 trường hợp là F1, 58 trường hợp F2, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho các F1 và F2. Tất cả các trường hợp F1 và F2 đến nay đều cho kết quả âm tính lần 2. Các F1 được chuyển vào khu cách ly tập trung, xã Tân Tú. Các trường hợp F2 được theo dõi cách ly tại nhà. Cùng với ngành y tế, cấp ủy chính quyền các địa phương huyện Bạch Thông cũng tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là hai xã Vũ Muộn và Cao Sơn. Bên cạnh đó là xã có khu cách ly tập trung của huyện, xã Tân Tú luôn nâng cao vai trò trách nhiệm phòng chống dịch, sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly tăng cường tuyên truyền cho bà con nhân dân không hoang mang, lo lắng. Đặc biệt, thời gian qua trong xã có 3 ca tái dương tính, xã đã ngay lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Địa phương cũng có một số ca gọi là dương tính từ bên ngoài về. Thì công tác tuyên truyền của chúng tôi là cũng thăm nắm là cũng rất là kịp thời. Động viên đối tượng đi khai báo, đồng thời cũng lấy test nhanh để đi thử. Và cũng đưa vào khu cách ly tập trung. Các tổ Covid cộng đồng cũng được huy động cùng tham gia vào công tác phòng chống dịch của địa phương. Công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm cùng phòng chống dịch bệnh. Bạch Thông cũng đẩy mạnh công tác tiêm phòng trong nhân dân. Đến ngày 1 tháng 11, tổng số người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 của huyện Bạch Thông là gần 17.600 người, mũi 2 là hơn 2.400 người. Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 đạt gần 75% thì trong thời gian tới thì đơn vị tiếp tục giả soát vận động người dân trên 18 tuổi thực hiện tiếp tục tiêm ngoài ra thì thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của bộ y tế cũng như là ủy ban tỉnh thì đơn vị hiện nay cũng đang chuẩn bị xây dựng kế hoạch tiêm cho các trường hợp học sinh lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi Mặc dù khối lượng công việc của ngành y tế đang rất lớn và áp lực, nhưng ngành y tế huyện nói riêng và chính quyền, nhân dân huyện Bạch Thông nói chung đang nỗ lực hết mình, chung tay cùng ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Song song với đó, có giải pháp cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. theo thông tin từ Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh, mỗi năm tỉnh Bắc Cạn cần khoảng 120 tỷ đồng để hỗ trợ công tác trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên Trung ương mới chỉ cấp cho tỉnh được khoảng 25% số tiền này. Trung bình mỗi năm, tỉnh Bắc Cạn được Trung ương cấp cho khoảng 30 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ công tác trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, số kinh phí trên mới chỉ đáp ứng được một phần tư nhu cầu so với thực tế, vì vậy, tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân bổ, cân đối nguồn vốn cho các địa phương để thực hiện hỗ trợ người dân mua cây giống, phân bón trồng rừng và chăm sóc bảo vệ rừng. Thực tế hiện nay, mức hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng của nhà nước đối với tỉnh rất thấp, chỉ 400.000 đồng một hecta một năm. Vì vậy, người trồng rừng khó có thể đảm bảo cuộc sống. Bên cạnh đó, các hộ dân làm nghề lâm nghiệp ở Bắc Cạn cũng chịu thiệt thòi hơn so với các tỉnh khác vì có ít nhà máy thủy điện nên khó thu phí dịch vụ môi trường rừng. Trước những khó khăn này, tỉnh Bắc Cạn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thêm kinh phí cho tỉnh để người dân yên tâm tham gia trồng và bảo vệ rừng, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tại huyện Bắc Nạm đã có 132 hộ được vay vốn với tổng dư nợ trên 5,4 tỷ đồng. Nguồn vốn vay được triển khai nhằm hỗ trợ người dân tạo đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề và đầu tư phát triển sản xuất, trong đó người dân huyện Bắc Nạm vay vốn chủ yếu là chăn nuôi đại gia súc và trồng rừng. Nguồn vốn vay ưu đãi với định suất tối đa 100 triệu đồng một hộ. Thời gian vay dài, lãi suất thấp. Qua vay vốn các hộ dân được hưởng lợi đã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập để vươn lên thoát nghèo, không có hộ phải xử lý nợ đến hạn cũng như gia hạn nợ và xử lý rủi ro. Đến nay, thành phố Bắc Cạn đã được quy hoạch 4 bãi đổ thải trên địa bàn, bao gồm các vị trí tại thôn Nà Rào, xã Dương Quang, thôn Thông Luông, xã Nông Thượng, thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng và tổ bản Vẹn, phường Huyền Tụng. Các bãi đổ hiện nay đã và đang được đưa vào sử dụng. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã nghiên cứu khảo sát bổ sung quy hoạch chung xây dựng đô thị lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng cho từng vị trí, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đổ thải theo từng giai đoạn phát triển đô thị của thành phố, sử dụng ngân sách địa phương hoặc thực hiện theo hướng xã hội hóa. Đồng thời đề nghị các sở xây dựng, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Cạn thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các vị trí bãi đổ thải theo quy định. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.